Đi cà phê nhưng mà lại muốn nằm thì ở đâu ok? Hôm nay tôi hơi mỏi người nhưng mà lại không muốn ở nhà cho nên quyết định sẽ đi cà phê có kiến. Lúc này là chị nhân viên đang tư vấn cho tôi một món nước heo thì nè. Còn đây là menu các món ở quán cùng với bảng chính sách dịch vụ tại đây, mọi người có thể tham khảo nha. Ai gì không hiểu thì cứ comment xuống nha, tôi sẽ giải thích cho mọi người. Bánh nhìn ngon quá mà chưa biết chọn em nào hết. Đi vào trong một chút thì đã thấy dép để sẵn để cho bọn mình thay rồi. Đầu tiên là tầng trệt của quán. Đây là không gian cho bọn mình cùng ngồi uống nước nói chuyện với nhau như mấy quán cà phê bình thường á. Tại vì không phải mục đích chính của quán nên là trông hơi nhỏ. Còn mình thì mình mê mấy cái kiến ở trên à. Nên là mình cùng đi lên trên nha. Quán này thì có hai tầng có kiến lận. Mỗi tầng sẽ được chia làm hai bên và mỗi bên có 6 cái kiến. Vì tầng 2 đã full rồi cho nên là bọn mình lên tầng 3. Không gian ở đây thì đều được thiết kế theo phong cách tối giản vì anh chủ muốn. Đây sẽ là một nơi thoải mái và thân thuộc với khách nhất để khách tìm đến mỗi lúc muốn nghỉ ngơi. Mình với nhà bạn chọn combo 2 là hai món, hai người và 2 giờ đồng hồ ở trong kiến này. Xong rồi bọn mình gọi thêm bánh để ăn nữa. Bánh của mình là vị dâu, mình thấy bánh ở đây khá là ngon và không bị ngọt quá. Leo leo lại uống đồ ngọt hả? Phải uống đồ heo thì giống tôi nè. Mình rất là ấn tượng vào cái món super green này của mình luôn á mọi người. Vị chính của em nó sẽ là chuối và cải bó xôi. Ngoài ra còn có sữa và các loại hạt. Ai mà thích ăn đồ heo thì nên thử nha. Lạ lắm nhưng mà ngon. À quên nữa, mỗi kiến ở đây có sức chứa tối đa lên tới 4 người lận nha. Được rồi, để thử miếng nước của nhà bạn nè. Chủ yếu là để đua cái bánh Oreo chứ có gì đâu. Mẹ tôi thấy món này cũng ok la đó. Đây là Dom Capsule House nằm ở 213 Sĩ Khai Ba Nguyễn Gia Trí Bình Thạnh. Nói chung là ở đây ok nè. Bye bye.